Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Bây giờ đang là thời điểm đầu năm 2023 và dự kiến rằng trong năm nay sẽ có rất nhiều những cái biến động trên thị trường smartphone. Cụ thể như thế nào thì mới đây Ngân hàng Thế giới VKB đã dự báo về mức tăng trưởng GDP trên thế giới chỉ là 1,3% so với cách đây khoảng 6 tháng thì họ đã dự báo là 3%. Có nghĩa là năm tới thị trường kinh tế sẽ có rất nhiều biến động và nó đi theo chiều hướng là bị sụt giảm. Vì vậy là nếu các hãng smartphone mà muốn bán được điện thoại của họ thì họ sẽ phải làm thế nào? Khi mà người dùng chúng ta có ít tiền hơn để chi tiêu thì có nghĩa là họ cũng có ít nhu cầu hơn để mua những cái mặt hàng xa xỉ như là chiếc smartphone. Và để mà thay đổi điều đó thì mình tin rằng sẽ có một vài hãng smartphone trong năm nay họ sẽ đưa ra quyết định, đó chính là giảm giá. Và nếu đó mà là Apple thì mình tin rằng sẽ có một cái cuộc chiến rất là khốc liệt trong năm 2023. Tại sao lại như vậy? Bởi vì các bạn biết rồi đấy, Apple được coi là ông lớn trong thị trường smartphone và khi mà họ đã đưa ra một quyết định nào đó thì nó sẽ khiến thị trường thay đổi rất là nhiều. Hiện tại thì với mỗi một chiếc iPhone 14 Pro Max được bán ra thì Apple đã lãi tới khoảng 598 đô la Mỹ. Chưa tính cái tiền đó chính là R&D phát triển các thứ, chỉ tính riêng phần chi phí và so với cái giá bán mà Apple đang bán chiếc iPhone 14 Pro Max thôi thì Apple đã lãi kinh khủng như vậy. Vì vậy rằng nếu mà Apple chỉ đưa ra cái mức giảm giá, mình lấy đơn thuần nó chỉ là 100 đô thôi, vì các bạn biết rồi đấy, những cái mức giảm giá của Apple thường là mức 100 đô, thì điều này sẽ khiến cho cái mức giá của những chiếc iPhone rất dễ chịu. Ngoài ra thì một trong những lý do khác mà mình tin rằng Apple sẽ muốn giảm giá những cái thế hệ iPhone 15 của họ, đó chính là dòng iPhone 14 thì hiện tại không có cái doanh số quá ấn tượng. Tại vì sao? Bởi vì là như các bạn biết thì iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max nó vẫn là hai thiết bị mà có nhu cầu rất lớn. Tuy nhiên vì những cái nhà máy sản xuất cho Apple tại Trung Quốc thì họ vẫn đang đóng cửa và cái lượng linh kiện nó bị thiếu hụt rất nhiều. Vì vậy là Apple không thể nào trả hàng đúng hạn được và Apple đã bị bỏ lỡ mất cái dịp mua sắm cuối năm vừa rồi. Vì vậy là nó ảnh hưởng nghiêm trọng tới cái doanh số của dòng máy này. Trong khi đó thì chiếc iPhone 14 cũng như là iPhone 14 Plus thì lại không nhận được quá nhiều sự quan tâm bởi vì hai chiếc máy này gần như là nó rất ít thay đổi. Có chăng là chỉ chiếc iPhone 14 Plus là một cái dòng máy nó mới và nó có màn hình lớn hơn, pin lớn hơn mà thôi. Chứ còn iPhone 14 thì thực sự mình chưa có lý do nào để mình nghĩ rằng chiếc máy đó nó đáng mua cả. Vì vậy ở đây chúng ta có hai lý do mà Apple có thể dẫn đến việc giảm giá iPhone 15, đó chính là cái doanh số của họ đang bị giảm rất lớn và cái nhu cầu thị trường trong năm 2023 này dự báo sẽ rất là thấp. Hiện tại thì với một chiếc iPhone 14 Plus thì chúng ta biết rằng nó được bán ra với mức giá là 899 đô. Giả sử là mức áp dụng giảm giá khoảng 100 đô thông thường như Apple vẫn làm thì nó sẽ còn khoảng là 799 đô. Như vậy thì chiếc iPhone 15 rẻ nhất thì nó sẽ có mức giá khoảng là 699 đô. Trước đó thì iPhone 14 thì coi như là một cái chiếc iPhone 13 Pro nhưng mà lại thiếu đi một số tính năng. Tương tự như vậy, chiếc iPhone 15 cũng được coi như là một chiếc iPhone 14 Pro nhưng mà không có camera tele cũng như là không có màn hình ProMotion 120Hz. Thì nhưng mà quan trọng là iPhone 15 khả năng cao thì sẽ có màn hình Dynamics Island. Vì vậy là iPhone 15 nó có lý do để nâng cấp nhiều hơn so với chiếc iPhone 14. Nhưng mà cái điều thú vị nằm chỗ nào các bạn biết không? Khi mà iPhone 15 đã giảm giá 100 đô thì tương ứng với những chiếc iPhone 14 và iPhone 13 cũng phải giảm giá theo. Thì như cái truyền thống các bạn biết rồi đấy, mỗi khi iPhone mới ra đời thì những cái chiếc iPhone cũ nó cũng sẽ được giảm giá theo với mức giá khoảng 100 đô. Như vậy thì chúng ta có chiếc iPhone 15 hiện tại mức giá là 699 đô đi thì chiếc iPhone 14 thì phải giảm tới 200 đô, có nghĩa là xuống mức giá là 599 đô. Thì với chiếc iPhone 14 Plus mà bây giờ mức giá nó chỉ khoảng 700 đô thôi, có nghĩa là nhân ra tiền Việt thì nó sẽ khoảng tầm 16-17 triệu cho một chiếc iPhone 14 Plus, quá thơm luôn. Còn với chiếc iPhone 14 thường thì nó sẽ chỉ khoảng tầm 13-14-15 triệu là cùng. Với 15 triệu các bạn đã có một chiếc iPhone 14 để sử dụng rồi, quá ngon luôn với những ai mà quan tâm đến những cái thế hệ iPhone cũ và họ không muốn bỏ quá nhiều tiền để mua iPhone mới thì đây là một mức giá rất là tốt. So sánh sang với những cái chiếc điện thoại Android với mức giá khoảng 15 đến 16 triệu đồng thì các bạn rất khó có thể kiếm được một chiếc máy nào mà mang lại một cái độ nhận diện thương hiệu tốt như iPhone này. Cái thứ hai đó chính là về cấu hình hiệu năng sử dụng lâu dài không thể nào ăn được này. Cái thứ ba đó chính là camera của iPhone thì luôn được đánh giá rất cao và pin nữa. Đó, bốn yếu tố đó nó sẽ giúp cho những chiếc iPhone 14 cũ và iPhone 15 được giảm giá.
nó sẽ cạnh tranh rất nhiều với những chiếc smartphone Android khác. Và như vậy, khi mà các hãng Android khác mà họ muốn cạnh tranh lại với Apple thì không có cách nào khác, họ cũng phải buộc phải giảm giá theo. Như vậy thì chúng ta sẽ có những cái thiết bị với giá mềm hơn so với năm 2022. Và nếu bạn là người quan tâm đến những chiếc iPhone cũ hơn nữa thì chúng ta sẽ có những chiếc iPhone, đó chính là iPhone 13 và iPhone 13 mini. iPhone 12 thì khả năng sẽ bị khai tử khi mà chiếc iPhone 15 ra mắt. Mức giá của chiếc iPhone 13 mini theo cái thang giá hiện tại thì nó sẽ giảm xuống chỉ còn là 399 đô, và iPhone 13 sẽ là 499 đô, có nghĩa là khoảng 12 triệu đồng. Các bạn đã có một chiếc iPhone 13 rồi. Và quả thực là trong tầm giá khoảng 12 triệu đồng thì mình không thể nào kiếm được một chiếc điện thoại Android nào nó nói chung là xuất sắc hơn quá nhiều so với chiếc iPhone 13 đó. Và tại sao mình lại làm cái video ngày hôm nay? Thì để cho chúng ta có thể biết được rằng trong cái thị trường smartphone năm tới này thì nó sẽ có rất nhiều biến động. Vì vậy các bạn hãy nín thở bóp cò để xem rằng là các hãng smartphone họ sẽ làm những gì để có thể nâng cái doanh số cũng như là tăng thêm cái thu nhập của họ trong một cái năm đầy biến động như năm 2023 này. Mình là Trung Nhân, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam.